Libero Nguyễn Khánh đang nhỏ nhưng có võ, nằm trong top 3 giải bóng chuyền nữ thế giới cấp câu lạc bộ. Thưa quý vị, đội tuyển Việt Nam dưới tên gọi Sport Center One đã bị loại sớm tại giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ nữ thế giới 2023. Tuy nhiên, các cô gái Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi hàng đầu thế giới. Theo thống kê của ban tổ chức giải sau vòng bảng, Nguyễn Khánh đang là vận động viên phòng thủ tốt thứ 3 của giải. Libero cao 1m58 của Việt Nam đã thực hiện 21 tình huống phòng thủ thành công, đạt hiệu suất tới 67,74%, chỉ sau hai vận động viên là Tainara Santos, Dentil Praia, Brazil và Eka Antinta, Vatiban, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây cũng là đại diện của hai đội bóng đã thắng Sport Center One ở vòng bảng.